Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng ghé thăm một tài khoản mà mình thấy là đang chơi KVK3 nhé anh em. Để xem tài khoản này có gì đặc biệt hay không. Cũng như là nếu như anh em xem video thì anh em có thể chia sẻ cho bạn chủ quạt là nên lên con tướng nào để cho nó phù hợp meta hơn. Bởi vì K3 thì anh em biết là chuẩn bị đánh kinh lên là anh em sẽ chơi được vòng quay của tướng chinh phạt nhé anh em. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng vào video và xem cùng với mình nha. Đầu tiên thì mình thấy là đang chơi map KVK3, thời gian còn lại là 37 ngày nữa. Về phần trại thì tài khoản mình đang review nằm ở Vương quốc 3408 và đang ở bên ánh sáng nhá nè. Rồi tiếp đến thì mình sẽ cùng xem chi tiết hơn về tài khoản này nha. Đầu tiên thì có mốc VIP là VIP 15 với số ngày đăng nhập liên tục là 326 ngày. Đối với một người chơi bình thường thì với tầng này ngày đăng nhập thì anh em sẽ rơi mức trung bình là khoảng VIP 14 nhá nè. Rồi, tiếp đến tài khoản này thì có mức sức mạnh là 39-40 triệu sức mạnh. Về cái mức bao thì mình thấy là cũng khá là ok, chơi khoảng 1 năm thì đạt được tầm khoảng 40 trên dưới 40 triệu sức mạnh là cũng ổn rồi anh em ạ. Điểm tiêu diệt là 200 và đang sử dụng nền văn minh Pháp. Một mùa KVK đánh cao nhất là 27 triệu, như vậy đánh cao đấy anh em. Rất là xiên chơi nha anh em. Chết 1 triệu 9, thu thập tài nguyên 2 tỷ 5 và hỗ trợ tài nguyên 1 tỷ. Ôi farm rate ít thế. Vậy là có khả năng là chơi farm. Xếp hạng sức mạnh liên minh ở trong cộng này cao nhất thì là 6 tỷ 9. Kỹ năng liên minh cao nhất là 100 tỷ nha anh em. Thì hiển nhiên là kinh đâm mới thì mấy kinh đâm mới thì nó chỉ như vậy thôi anh em ạ. Sức mạnh các ui ôi. Bên này có boss to thế, cộng này boss to dã man luôn. Wow. 464 triệu sức mạnh. Điểm tiêu diệt 42 tỷ. Úi dồi ôi. Đánh chinh phạt mà đấm nhau với con boss này còn rén, nói chi là anh em đang chơi K3. Mát rén luôn nha anh em. Cubone kỹ năng cao nhất là 46 tỷ. Trong cộng có một con boss phải gọi là siêu to khổng lồ. 39-40 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có 2 triệu lính. Và đây anh em thấy được là chủ A chơi chuyên về bộ nha anh em. 1 triệu lính bộ binh T4. Ngoài ra thì không biết, chắc là chơi bộ thì sẽ không đua nhà K1 đâu. Đây nè, có rất là nhiều skin nhà mua trong vòng cụ nè. Cái này cũng vòng cụ nè, cái này cũng vòng cụ nha anh em. Đây cũng vậy nè, đây cũng vậy nè. Chắc có lẽ là mua hết gói, những cái gói vòng cụ là mua hết. Thì nếu như mà anh em nạp ít thì mua gói vòng cụ là mình nghĩ nó rất là chuẩn nha anh em. Rất là nhiều vật phẩm mà giá nó cũng khá là rẻ. Rồi, tất và công nghệ cũng gần 9 trên 10 rồi. Tất quân sự mà được 9 trên 10, tầm này là 9 trên 10 chắc rồi. Đây, tất bộ binh là 9 trên 10. Và nếu như anh em chỉ xác định đánh một đường bộ thôi thì anh em nâng một tất bộ. Còn nếu như mà có ý định chơi thêm một đạo kỵ thì mới nâng tất kỵ nha anh em. Nói chung là tùy. Anh em có ý định chơi thêm đạo nào thì hãy nâng tất đạo đấy. Chấm trường hợp là đẩy cái bow lên cao. Và thực ra nó khá là lãng phí bởi vì mình sẽ không dùng tới cái công nghệ của cái loại lính đó. Rồi tiếp đến là ba cái tất nặng nhất là quân đoàn y tế, vũ trang hỗn hợp và cắm trại, nó đã là 9 trên 10. Thì thông thường nếu như mà anh em không nạp hay nạp ít thì cứ tầm tất 9 trên 10 là anh em đánh cũng tạm ổn rồi nhá anh em. Rồi tài nguyên ở ngoài chơi KVK3 chỉ với cái mức bầu khoảng 40 triệu sức mạnh thì đánh một đạo thì mình nghĩ là tài nguyên như vậy là đủ rồi anh em ạ. Như vậy là khá đủ để đánh nhau rồi. Tăng tốc nè. Ôi, ở đây anh em thấy nó tăng tốc còn nhiều nha. Tầm này đánh một đạo K3 thì chủ yếu là đánh di tích bệ thờ, sau đấy là đánh kinh lên thôi. Thế nên đối với tầng này tăng tốc là mình nghĩ là anh em sẽ đủ đánh. Tuy nhiên đánh một đạo thì nó hơi lâu và nó hơi mất thời gian rồi nhá anh em. Gear. Ở đây thì chủ ạc đang có nguyên một set bộ binh nha. 2, 3, 7, 8 món. 8 món bộ binh. Như vậy là dư một cái giày. Dư một cái giày cho con tôn tử nè. Một cái phụ kiện nè. Rồi một set bộ binh như vậy chơi K3. Sau này có tướng chinh phạt lên một con tướng chinh phạt nữa. Vậy là anh em sẽ có một đạo bộ gần như là full cam rồi. Lên một cái nhẫn nữa là đủ full cam. Như vậy là tuyệt vời rồi đúng không anh em? Đánh một đạo bộ rồi từ từ build thêm rồi đánh sau. Rồi ở đây có một số rương vũ trang. Ôi tính ra là nhiều ấy chứ. 83 rương nè, 87 rương nè. Ok mình sẽ mở thử nha. Bởi vì chủ ạc chơi bộ và từ cặp tướng bộ đang hot bây giờ thì nó thuần về đội hình vòm. Thế nên là mình cũng sẽ mở thử về cái đội hình vòm nha. Đây vòm nè. Hy vọng là sẽ ra một số buff cho bộ binh tốt.
quên mở 10 cái, mở một cái biết cái nào xong. Tấn công cậy, sức mạnh cậy, bao vây. Rồi mới vô đề 3 là thấy bất ổn rồi. Mới vô đề 3 là thấy bất ổn rồi. Mẫu cung 2.5. Ôi dồi ôi. Hôm nay mà nổ đường phát 2 dòng 3 dòng gì đấy thì ngon. Trên 2% boost là cũng được rồi nè. Tấn công cung. Đang cần bộ mà ra cung không này. Tốc độ hành quân bộ binh. Mấy cái này thì nếu như mà chỉ số nó xấu ấy, thì nếu như những cái mà nó có minh văn thì mới lấy nha anh em, còn không thì bỏ hết. Trời ơi, 3-3. Cái này cũng đẹp ấy, nhưng mà cung thì thường là xài sát thương kỹ năng rồi. Tôi cứ để đấy, tự kỳ tính được. Bộ này cũng tạm được. Thủ bộ binh, sức mạnh bộ binh 2-3-6. Này thì tím rồi, tím thì anh em cũng không cần đâu. Không lấy không nổ được phát nào 3 dòng hà. Ít nhất phải đường phát 3 dòng chứ. Đây 3.6. Thấp quá nhỉ. Bút đó mà có minh văn thì lấy nha anh em, còn không có là thôi. Đây ví dụ như cái này là 3 nè. 3 chấm này 4.2 nè. 4.2 này cũng tạm tạm đi. Úi dồi ôi, 3 dòng phun xe luôn. Thôi để cái này để cho đẹp nè. Kinh dị thật. Kiểu gì cũng nổ được phát 3 dòng anh em tin không? Nhân phẩm mở minh văn cứ vậy, nét này nè. Cứ phải gọi là nét này nè. 3.3%. Hồi nãy giờ tính ra là bộ, tính cả bộ, cả kỵ, cả cung không có cái nào ra hồn đấy này mà. 2-3. Đây rồi, sân phương Bắc. Có một cái minh văn. Nó là cái gì đây? Chết nè. Trời ơi. Mẫu cung 3.5, phụ cung 1.5. Chán thiệt, mở mình vàng bộ thì ra cung. Nếu mà cái này mà nó chuyển sang bộ thì ngon, bắt đầu tẩy tiếp cũng được. Cái này 3.5 máu này tôi giữ lại để buồn buồn thì tẩy. Biết đâu nó ra vòng lúc tẩy nó lại ra bộ binh. Ôi, không có cái nào luôn. Ôi giời ơi. Kiểu như nhà phát hành game nó fit kiểu gì đấy anh em ạ. Cứ anh em chơi bộ thì kiểu gì cũng mở ra cung với kỵ. Cứ mà anh em chơi kỵ thì lại mở ra bộ với cung. Kiểu thế. Mà nãy giờ là mình không biết là cái kiểu này là cái kiểu gì luôn. Bởi vì không có ra được cái kỵ hay là cái cung nào hết. Mà toàn là lộn xộn mid chop không à. Bút toàn là bút mid không à. Trời ơi, tốc độ thu gom vàng tải chậm đội quân đến quỷ. Ồ, nó không ra cái nào ở đây này. Ủa, bộ được cái 4, được 5%, hơn 5% bút thì cũng cùng nó là cung. Không cao lắm nhưng mà nhìn cũng đẹp ấy, nhưng mà nó lại là cung á. Full 3 dòng đẹp ghê. Lại xe nữa nè. Chắc lý lịch muốn chủ ạc chơi chuyển sang chơi chuyên xe rồi. Mà vũ trang vậy hỏng rồi. Ba, trời, toàn cung không ta, nãy giờ mở toàn cung không à. Trời ơi. Cái này mà ra dòng bộ thì đúng là có phải nó đẹp không anh em. 2, 4, 6, 7. 7.2%. Đẹp thế mà ra. Chán thật đi. Thủ bộ được đúng 2 dòng. Chán thế nhỉ. Nãy giờ mở ra mấy phát xe rồi đấy. Rồi ôi. Rồi. Mình vẫn tin là sẽ mở ra, không thể nào mà không ra được. Cái này cam mà ra này anh em. Đây đây đây, nó đây, nó đây. Hôm nay mà không ra thì chỉ có xóa game. Chiến kỳ Bắc Hải. Cái này ngon nè. À, sát thương kỹ năng. Cảm thật đấy. Ôi, bút thế này thì hỏng rồi.
Ôi, lại ba dòng mà ba dòng kỵ chứ không phải ba dòng bộ anh em ạ. 2, 3, 4, 5, 6% mà ra ba dòng kỵ. Chẳng thật sự. Mấy cái này thấy cũng đẹp nè. Giữ lại chủ bạn có làm gì là đội quân giảm 1.5 tất cả sẽ thương thường hứng chịu. Bây giờ chưa ra cái ba dòng bộ nào hết nha. Ôi giời ơi, cái này nó còn không có minh văn nữa. Ba dòng bộ binh. Thành quân kỵ, máu kỵ. Ba dòng bộ binh. Nãy giờ ra mít hơi bị nhiều ấy. Ba dòng. Ủa, không ra luôn ta. Đi thế nhỉ. Phải ra một cái chứ. Mấy chục cái phải ra một cái. Lý lịch chơi vậy, ai chơi game nữa à. Thủ bộ 3.3, thành quân 2.5, mà mọi kỳ khải có 1 chấm, có chưa được 1 chấm nữa. Ui giời, toàn ra kỵ thôi. Này có chơi chuyển sang chơi Attila rồi này mà. Ôi ôi, à, được cái kỵ mát xịn luôn. 2.6 tấn công kỵ, thủ kỵ 2.6, mọi thiệt hại 2%. Quả này lắp cho Attila khóc thét luôn này mà. 5.2% được cái mọi thiệt hại 2% đấy chứ, trời vơ. Chạy bộ mới đau. Chán. Đấy có ra bộ mọi thiệt hại thì non biết mấy. Toàn cung công thế này. Ba. Đây lấy mấy cái này mà lấy mấy cái có minh văn thì giữ lại để sau này anh em tẩy. Lỡ mà tẩy nó ra được bộ thì ngon, mà không ra thôi. Ủa không ra thật ta. 47 rừng đó. Nó không ra ba dòng bộ thật ta. Ba 5 phát thương phản công ngon nè. Ôi giời, toàn kỵ không à. Thành quân bộ binh 3.5, máu bộ 2.1 mà không có minh văn. Cái đấy mà có minh văn thì ngon. Tẩy cũng được. Ủa mà là xì bùa, mà là xì bùa. Chết nè. Giảm 3% tất cả các sức thương kỹ năng hứng chịu. Tấn công kỵ 3.3. Ôi giời, ra toàn kỵ cái công rồi. Này phải chuyển sang chơi Attila rồi. Lên. 1.5 sát thương thường, chẳng thế. Không lấy không ra được cái nào, trời ơi. Bùm 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 bù
thế đấy. 2.5 sát thương phản công. Không ra bộ thật. Wow, về lại mày. Lại mày sau này mình văn bộ vũ trang bộ thứ nó đẹp lắm này mà. Mở nó không ra bộ nổi mà. 3 dòng là 3 dòng kỵ. Nó có 1 chấm mà. 3.5 tấn công. Không ra bộ binh luôn kìa. Rồi. Xôi lạc cái này toàn. Cái 2.8. Trời ơi, được cái tấn công bộ binh 2.8 thì tăng tất cả các sát thương kỹ năng 2.5, sát thương phản công 1%, chán đời thì chứ. Được cái nhìn cho nó đỡ nhục thì lại 3% sát thương phản công. Ủa là cái táo bạo lắm thế nhỉ. Được cái này nhìn cũng đỡ đỡ thì lại không có minh văn. Không thay đổi được gì nè. Giảm thật. Đóng rường. Không ra được cái nào ba dòng bộ binh. Tốc độ hành quân bộ binh 3.5. Ồ,
cái gì đây, cái gì đây, lực công 3% sát thương thường gây ra. Cái này phải ngon này. 2, 3 là 5. 5 6.2 cũng được. Bàn cậy không à? Quá. À, bạn chủ à, có nói mình là cái gì mà cần xóa thì anh cứ xóa hết đi. Tuy nhiên bây giờ mình phải ngồi mình chất hết lại cái đống này thì nó hơi lâu. Thế nên là khi nào mà anh em muốn xóa thì anh em cứ vào đây anh em chọn chất lượng rồi cái thứ này nó có dễ hết rồi. Đó, muốn xóa cái gì thì cứ vào đây bấm như thế này là nó sẽ tự xóa hết nha. Những cái mà anh em không dùng. Chứ còn mình mới vào review thế nên là bây giờ mình ngồi mình chất hết đống đấy thì nó cũng hơi mất thời gian. Thế là anh em chất hộ lại giúp mình nha. Rồi như vậy là xong cái phần vũ trang. Rồi cũng chưa biết có cái nào ngon hay không thì lát nữa vào xem. Vào xem phần tướng luôn nha. Thì để xem được nó có may mắn hơn không. 748 tượng cam, như vậy là map được một con lưu diệt rồi đấy. Rồi tướng nè. Hạt này thì mình thấy là lên một con dây nè. Lên một con Alex nè, hai con. RC5511. Lên dây với RC chắc không kiểu man à. 335 là không kém nhiều. Mina thì vẫn chưa mát nha. Cao cao thì anh em cứ nâng, không có đi đánh nhau nữa đâu anh em ạ. Cao cao về sau chinh phạt là chỉ có đi chạy pháo đài thôi. Thế nên là anh em cứ nâng cái kỹ năng thứ hai này lên level 5 nha. Rồi ạc này ngày đầu tiên chơi game thì là ngày 2 tháng 11 năm 2023. Như vậy tính ra ạc cũng mới anh em ạ. À, cũng mới thôi. Mấy con tướng thì anh em cứ nâng cái kỹ năng đầu tiên lên được level 5 là anh em sẽ làm được cái thành tựu nha. Thành tựu không đại bác, không súng ấy. Hết mod này, đó, lên được level 5 là anh em sẽ làm được thành tựu nha. Thì cái đấy thì anh em nào muốn làm thành tựu không đại bác thì anh em để ý. Rồi, hạt này thì có Alex rồi, có Di rồi. Vậy là sau này cái hướng của anh em là anh em sẽ lên một đạo bộ. Anh em sẽ lên một đạo kỵ hoặc là một đạo cung. Thì cung thì có khả năng là anh em sẽ chờ cung mới. Hoặc anh em cũng có thể lên Herman, mình nghĩ nếu như thuần mà đánh field thì lên Herman. Còn nếu như mà muốn kéo man nữa thì lên gia cái lượng. Tuy nhiên gia cái lượng với Di thì nó đi rất là chậm nha anh em. Hoặc cũng có thể là anh em có thể lên Yuan hoặc là lên Hoắc Khứ Bệnh. Mình nghĩ là lên Hoắc Khứ Bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là anh em cũng có thể kéo man bằng Hoắc Khứ Bệnh với Di. Và thứ hai thì anh em đánh một đạo kỵ là Hoắc Khứ Bệnh với Di thì nó cũng tốt. Rồi sau này chờ con cung mới, biết đâu có một con cung nào đó nó có tốc độ di chuyển cũng như là tốc độ ăn quân cao thì có thể lắp với Di thì đánh nó dễ hơn. Còn chuẩn bị đánh kinh lên mà có vòng quay tướng thì mình nghĩ là con này chắc chắn là phải lên thêm một con bộ binh nữa rồi. Và con bộ binh mạnh nhất hiện tại có thể đi cùng Alex đó chính là Lưu Triệt nha nè. Một con tướng bộ binh rất mạnh và có sát thương đam AOE thì có thể kẹp cùng với Alex luôn, là một cặp bộ khá là mạnh rồi. Rồi con Alex thì full một set K. Cái này thì thực tế là anh em nên đầu tư cho nó. Đây nè, mang cái này tốt hơn nha nè. Sức chứa đơn vị 3%, anh em mang cái này là tốt hơn nha. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ kiểm tra nè. Ở đây thì anh em có được hơn 20% bút bộ binh. Danh sách mong muốn thì là chưa có, thì anh em sẽ lấy cái này đầu tiên nha. 3.5 sát thương thường nè. Đó. Rồi bây giờ này mình xem. Rồi. Tính ra chủ ạc mở hình như mình mở là đen bạc cố luôn em ạ. 5%. 6.5. 6.5. Cũng nhiều cái ngon đấy. Chưa tẩy thôi, ạc này chưa tẩy thôi anh em. Mấy cái bút này thì ngon quá. Mình mở lấy ra không ra cái nào ra hồn hết. Cái nào cũng Sikana hết anh em ạ. Ui, toàn ẩu đả không hề. À, được cái công kích gai góc. Được cái gai góc là ngon nè. Thử nha. Thử cái coi. Bởi vì nhân phẩm hôm nay quá đen. Chủ ác bảo là tẩy, anh tẩy hết cho em luôn. Nhưng mà chắc là mình nghĩ là hôm nay nhân phẩm anh đen lắm, thế nên mình chỉ tẩy đúng một cái này thôi. Để xem cái này nó có nổ không nha anh em. MacBook 3.5 bộ binh 75 viên đá. Tốc độ hành quân bộ binh 3%. Mình nghĩ lưu trẻ lết thì cũng không cần tốc lắm đâu. Nhưng mà thôi cứ thay cái này đi ra. Rồi vẫn tẩy một viên đá để cho tiết kiệm đá.
Úi dồi ôi, nó ra kỵ kìa. Đáng sợ thật sự. Úi dồi ôi, lại ra kỵ kìa. Úi dồi ôi, ba dòng bao vây. Vớ ve vớ vẩn thật chứ. Vớ ve vớ vẩn thật chứ. Ôi sao toàn ra cung với bao vây này. Ui dồi, hành quân bộ binh mà còn bị tụt nữa. Chạm thế nhỉ. Được mỗi cái minh văn ngon thì nó không nổ. Ui dồi, lại kỵ nữa. Tốc độ hành quân bộ binh, tốc độ hành quân công thủ, sát thương cho người mang rợ. Còn hai lần tẩy nữa. Ôi trời ơi. Đù. À, nó có chán không mà chứ. Thôi, đã đen là không tẩy nữa anh em ạ. Mình không tẩy nữa. Nếu mà tẩy hết đá. Phí đá lắm. Để tay chủ ác thêm hơn thì chủ ác tẩy chứ. Được cái mình vàng ngon cuối cùng tẩy ra chán thật sự luôn. Cái này thì hết minh văn rồi. Ấy, hình như mình mở được cái ngon nè. Cái này thủ bộ 3.1 thôi. Mọi thiệt hại nó có 0.6 à. Hơi yếu, hơi yếu. Đấy, bỏ quả này à. Chạy như máy bay. Cái quả này thì anh em có thể tẩy được nè. 3% sát thương phản công là tẩy được nè. Đổi hướng. 3 sát thương kỹ năng không chịu. Lực công 3% sát thương thường. Thôi làm phát nữa xem nào. Cuốn thế nhỉ. Không được cái. Ôi dồi. Tốc độ hành quân bộ binh. Ôi sao nó toàn ra tốc độ hành quân bộ binh không này. Có vẩn thế nhỉ. 3% tốc. Ờ, được cái đó nè. Rồi, thế này thì chết với anh rồi. Mát bút rồi. Đù. Trời ơi. Trời ơi, mở vũ trang thêm cuối cùng mình mổ được một phát. Mình bảo đó, mình bảo cái chơi này gần mát bút không? 3.5 kìa, thấy chưa? Kiểu gì cũng ra một phát mát bút mà. Nói trượt đi đâu, trời ơi. Thôi, không tẩy nữa, tốn đá. Nói là nó đẳng cấp bro, nó phải thế. Vô, trời ơi. Xanh lét ngay anh em. 99 là 18, 20, 25, gần 26% bút. Và anh em có được tốc độ hành quân bộ binh 3.5. Thêm một cái minh văn. 3% sát thương thường. Ư chà. Chết tình đẹp. Rồi. Thôi như vậy thôi anh em ạ. Để hôm sau tẩy tiếp chứ nhiều khi hên xong là nó không ra nữa đâu. Lấy đúng ra là may là thử thêm phát nữa chứ không thì bỏ phát đấy. Ủa nha. Hơi bị ủa. Rồi con ạc này thì mình nghĩ là chủ ạc đánh phiêu thì sẽ đánh một đạo thôi. Nó là Alex với lại Duy nha anh em. Mình nghĩ trước giờ thì chắc chủ ạc sẽ đánh một đạo Alex với Duy. Đó đây nè. Thì lên trên phạt thì lên thêm con Lưu Triệt nữa thì đánh Lưu Triệt Alex. Đó là đánh một đạo là mình nghĩ là ổn rồi. Rồi còn cuối anh em xem. Uầy cũng nạp khét đấy chứ nhỉ. Cũng chịu nạp ấy. Đấy là mất mấy trăm ca rồi đấy. Kho cung cấp này. Ôi ôi. Cũng chịu đầu tư phết đấy. Gói cấp nghiên cứu nè, Optenum nè. Thôi cái này thì từ từ cũng được anh em. Bây giờ đánh tạm T4 tách 10 cũng được. Tách 9 trên 10 cũng được. Thay vì cái tiền nạp tách nghiên cứu nè, anh em bỏ tiền nạp cái này nha. Cái nguyên liệu này nó vẫn ngon hơn. Rồi game tháng là cái này hợp lý đâu nè. 132 ngày. Lâu lắm rồi mình không mua game tháng anh em ạ. Rất là lâu rồi. Rồi ok, như vậy là hôm nay cũng review cho anh em xem một cái tài khoản nó cũng khá là mới, chơi KVK3.
thì anh em có bất kể một cái bình luận nào chia sẻ về cách chơi cho chủ quan thì anh em cũng có thể để lại một bình luận dưới video nhé. Về cá nhân mình thì mình góp ý là lên lưu triệt, sau đấy thì nếu muốn thì có thể build thêm một đạo kỵ là hoắc khứ bệnh để đi cùng với Di, thì tiếp tục và sau đó chờ cung mới để có thể có con nào thích hợp nhất, đặc biệt là những con cung có tốc độ di chuyển để có thể là kẹp cùng với Di thì đánh nó sẽ tốt hơn nha anh em. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn ủng hộ cho mình, xin một like, ủng hộ cho mình đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.